Good morning, everyone. Yeah, today we have a special assembly for the island of Taiwan. They're having some internal problems, so we're here to create merit and virtue, and hopefully help them pass this difficult period of the country. Ngày hôm nay là chúng ta có một cái pháp hội nhỏ nhỏ để giúp cho nước Đài Loan họ đã có cái nội bộ lũng củng, and thành niệm hy vọng mình tạo cái công đức để mà giúp cho họ cải qua cái nạn này. It's always a wake up call when people express the anger. Khi mà dân chúng mà không có bất bình là cái chuyện rất cẩn thận, chính phủ phải lo cải đổi cái chính quyền cách trị quốc. The ancients, the Chinese have a saying, về xưa, về Hoa có một cái câu, if you want to be good, then you have to talk it over. Muốn giỏi thì phải bàn. Right? You want to be at peace, then you should be patient. Muốn yên thì phải nhẫn. And if you want to yên phải nhẫn. If you want to, there's no one better than a virtuous person. Không có gì mà hay hơn là người có đạo đức. Okay. And finally, this is applicable especially to the culture of the Taiwanese people. Cuối cùng là có cái cảm tưởng thầy này rất áp dụng cho người Đài Loan, là không có gì sướng thân bằng bằng cách làm việc lành. Nothing is better for you for your welfare than to do good. Okay, this is how the Chinese back then, the ancient Chinese used to do to bring peace and prosperity to the country by teaching the people properly. Bởi vì đời xưa đó, những cái vị minh quân đó, người ta trị quốc một cách rất rất là có trí huệ, bằng cách dạy dân chúng về cái cách sống cho nó đàng hoàng. And nowadays, it seems that everyone is so preoccupied with material gains and benefits, and so afraid to take a loss, that they lose track of the meaning of life. Thời buổi cái văn minh này, ai cũng có vẻ quá chú trọng về cái việc lợi ích, cái lợi tức, về cái tiện nghi vật chất, thành quên sao lãng cái chuyện tu thân, tích đức. Okay, if you think about it, it's something we can apply ourselves. Vì cái lời dạy từ xưa đó nó có ý nghĩa cho chúng ta luôn đó. It says, first of all, I remind you, what is the first one again? Cái đầu tiên đó là gì? There is, if you want to be good, you have to talk it over. Thứ nhất, muốn giỏi thì phải bàn. Okay, that means that that you have to keep an open mind. Có nghĩa là quý vị phải tâm phải cởi mở for ý kiến người khác. When you're doing something important, you need to ask for others' opinion. Okay, especially at home, when you have a major decision, you make sure that you get your spouses and your family involved. Nhất là ở trong nhà mà có làm một quyết định lớn lao thì nên phải bàn tán với người khác. Okay, at work, if you're
you need to learn to work with other people. Rồi đằng sở đó thì phải biết làm việc chung với người khác. The days are gone where you are at work, you only have to work by yourself. You now have to learn to work with others, and that's critical. Teamwork is very important. Cái thời buổi này đó, cái chuyện mà làm chung với người khác rất là quan trọng. All right. There is no nothing. The family cannot be at peace unless you learn to be patient. Gia đình đó, nó không có thể yên nếu như mình không biết nhường nhịn nhau, không biết kiên nhẫn. Okay. Especially when you argue with your husband or your wife. That is because you are not patient enough. Mình cãi vã với vợ chồng mà tại vì mình chưa đủ cái nhẫn. Okay? You agree or disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Especially the husband. Do you agree with that? Các ông có đồng ý là không? Why you look down like that? Ai cũng nhìn xuống, nhìn mặt, dám nhìn mặt thầy sao kỳ dữ vậy? It's not a good idea to go all out to prove you're right, especially to your husband and your wife. Trong nhà mà cãi vã để chứng minh cho mình đúng hơn người kia là cái đó chuyện sai lầm. It's better to yield. Mình phải tập nhường. Okay? And patiently endure. Và cứ nhẫn. If you're patient enough, things will work out. Cứ kiên nhẫn từ từ nó sẽ đổi. Okay? And that's part of being virtuous. Cái đó là cái khía cạnh của cái cuộc sống đạo đức. Okay, as you know, if you are really virtuous as a person, you cannot be a better companion. Nếu như quý vị là người có đạo đức, thì quý vị không ai có thể quý vị là một trong người tốt nhất mà quý vị có thể mà cái vợ chồng quý vị có thể có. Okay. And finally, và cuối cùng, không có gì sướng thân bằng cách là mình làm lành. And finally, there is nothing better for your welfare than to do good. Okay, and that summarizes the law of cause and effect. Cái này là nó tượng trưng cho cái luật nhân quả. If you want good things to happen to you, do good. Rất rất giản dị. Nếu quý vị muốn những cái chuyện lành, những tốt mà xảy ra cho chúng ta, thì cứ làm lành, làm tốt. Okay? Questions? Ai thắc mắc là có chuyện gì kể, có ý kiến gì không? Cái cô gì đó, cái cô Nhật Lạc có chuyện gì kể không? Đó, ngày nay không có sửa soạn chuyện gì kể hả? She usually prepares a story before she comes to the temple. No, so anyone else has a story to tell? Có ai có chuyện gì kể không? Kim Điền có chuyện gì kể không con? Người thông minh mà không chịu sửa soạn bài hết. Such an intelligent person, she refuses to speak Dharma. Huh? Còn mấy người mà dốt nát như thầy thì cứ bắt nói chuyện, nói pháp hoài. Whereas an old coot like me, I'm forced to speak Dharma all the time. Okay. Also today is the weekend of
Easter celebration. Và tuần này á, cũng là cái tuần của lễ phục sinh, right? This is Easter is a story of resurrection. Cái lễ phục sinh này là một cái lễ rất đặc biệt bên phía Công giáo. Who knows about this Easter thing here? I'm a Buddhist, so I don't know much about it. Thầy theo Phật giáo, thầy không biết nhiều về cái Công giáo này. But it seems like it's a big holiday. Cuối tuần này như có vẻ là một cái lễ rất là lớn bên người Công giáo. And before I forget, trước khi mà thầy quên, I'm told that this is the Easter celebration is immediately follows Lent. Theo thầy biết, trước khi mà bên Công giáo người ta có cái lễ phục sinh này thì họ có 40 ngày mà họ tu cái lễ Lent, có nghĩa là họ nhìn đói, kiêng ăn kiêng cự nhịn đói cả 40 ngày và chỉ cầu nguyện. So during this Lent here, I don't know if you know about that. Anyone can help me out here. That Lent is a day where they watch what they eat, abstain from eating and drinking, and they pray to God. And therefore, after the 40 days of fasting, comes Easter. And sau 40 ngày thì đã nhịn ăn nhịn đói đó, thì nhịn ăn nhịn uống đó, thì tới cái ngày cái lễ phục sinh. And that's why they have a big feast. Bởi vậy, có bữa tiệc. And we Buddhists also want to take advantage of it. Người Phật tử chúng ta cũng là rất là cởi mở. Mà mình cũng có, ngày này cũng có cái tiệc. Today we also have a feast to celebrate the Christians' Easter. Ngày nay chùa có cái tiệc để mà ăn mừng cái lễ phục sinh bên Công giáo. You have any problem with that? Có ai không đồng ý là không? Okay, so and then so I hope that we have a good meal today. Thành hy vọng ngày hôm nay cái ông đầu bếp ông sẽ nấu đồ ăn ngon. Okay, I can smell the good food already. Ngày hôm nay ngửi cái mùi thơm rồi, ăn thơm rồi. Okay, I hope you won't be disappointed. Thì hy vọng quý vị sẽ không có thất vọng. And last night I talked to him as well. Tối hôm qua thầy nói chuyện với ông, thầy nói ông đề nghị thứ bảy sau ông sẽ làm một cái đồ ăn khác nữa. And next Saturday he says, as a continuation of Easter celebration, next Saturday we also have a BLT sandwich party. Không biết chùa này sao mà cứ ăn uống hoài. I don't know what's happening, but we have been having a lot of parties a little recently. So next tuần sau sẽ ăn sandwich. BLT của chùa là nổi tiếng lắm. The BLT sandwich is very very famous at the temple. One of its kind. Mới chế ra cái sandwich BLT là ngon lắm. Cảm đoan quý vị. So I hope you stay here for lunch. Ngày nay mời quý vị ở lại dùng trưa, và thứ bảy tuần sau mời quý vị tới để mà dùng trưa. And then next Saturday you're free, stop by for lunch. You won't be disappointed. Okay. Now speaking of food, it makes you feel guilty. Nói chuyện ăn uống hoài thì hơi mất cỡ một tí. Part of looking to Easter, I saw how interesting the Christian faith is. Thầy đừng đọc về cái lễ phục sinh, thấy học thêm tí về cái bên Thiên Chúa giáo, thấy cũng hay. It's very interesting in that it says that the meaning significance of the Easter celebration, Easter holiday, thì bên trong người ta nói á, là cái ý nghĩa của lễ phục sinh nó rất quan trọng với người Công giáo. Tại sao? Because God created this Easter celebration to remind his followers that he holds them, he makes them accountable to righteousness. Tại vì Thượng Đế đó là muốn cái những con chiên
sống trong cái trong trong cái đúng. Righteousness. What's righteousness in Vietnamese? À, Kim gì? Righteousness tiếng Việt là gì con? Okay. Cô đâu không biết nữa. Anyone know what's righteousness? Không ai biết hết hả? Trời đất. Righteousness is the word right. Righteousness, cái chữ đó là cái chữ có cái chữ có cái chữ đúng. Okay. So you have to do the right thing. Okay. Có nghĩa là mình phải làm cái chuyện đúng. Okay. If you do the wrong things, in other words, do the wrong things, God will punish you. If you do the right things, God will reward you. Nói cách khác, theo tôi hiểu, thì nếu quý vị làm đúng thì Thượng Đế sẽ thưởng, ban thưởng cho quý vị. Nếu quý vị làm sai, quý vị sẽ bị phạt. Okay? And that's how they are taught. Bởi vậy bên Công Chúa Giáo rất giản, rất là giản dị. Quý vị có cái thưởng và cái phạt ở trong. There's a belief that there is reward and punishment by God. Okay? And that's how the faithful are kept in line. Bởi vậy những cái con chiên đó, người ta tin theo, người ta tu như vậy. What do you think? Quý vị nghĩ sao? I also read a small story, a small Christian story, Christian tale. Rồi thầy đọc một câu chuyện về Công Chúa Giáo mà họ dạy con chiên của họ. He said the two angels went down to earth. Okay, là có hai cái thiên thần đó, phải? Thiên thần đi xuống qua đất này. And they went down here, they came down here on assignment and it was dark. Xuống đây rồi trời tối. So they went over to a rich man's house to ask to stay the night. Thì họ tới một cái gia đình giàu đó mà để mà xin ngủ tá túc. And this very well-to-do family, rich family, cái gia đình này giàu có, thành ra nhà cửa rất là rộng lớn. So they live in a big mansion. But when they were asked to help these two angels. The two angels are shown into a room in the basement. Thì khi mà hai thiên thần đó xin tá túc thì họ cho họ dẫn xuống dưới cái hầm cho ở trong cái phòng, and they live and they put them up in a very very barren room, room is not very good shape. Cái phòng nó rất là xoàng. And at night, one of the older angel got up and noticed there's a hole in the wall. Rồi buổi tối đó, thì cái ông thiên thần, người thiên thần lớn tuổi hơn đó, mới thấy để ý trong tường nó có cái lỗ. So he got up and patched up the hole. Thì ông đó ông sửa lại cái lỗ, ông lắp lại cái lỗ trong tường. And then in the morning they left. And the next day, ngày hôm sau, sáng sau họ dậy, họ cảm ơn xong họ bỏ đi. Chủ nhân xong họ bỏ đi. Rồi tối ngày hôm sau nữa, họ làm việc xong, họ tới ở ta túc một cái nhà đó. Thì cặp vợ chồng này nghèo. And the next day they worked, and then at night they went, instead of going to a hotel. I don't know why Christian angels don't go to hotels. We monks will go to hotels. Các anh thầy thắc mắc đọc cái chuyện thầy của lại tại sao mấy thiên thần không chịu vào khách sạn mà ở. Mấy ông thầy thì có quyền vào khách sạn ở. Thiên thần nên được vào khách sạn ở. Thế nó lạ. And Bồ Tát cũng vậy, cũng vào khách sạn ở. I believe Bodhisattvas also go and stay at the hotels as well. I know Master Shenhua did. Next night they came and asked to stay the night in a poor family. Ngày hôm sau đó họ làm việc xong, họ tới một cái gia đình nghèo, họ xin ở tá túc. And so the couple gave them their own rooms. Cái cặp mà vợ chồng nghèo này mới nhường cho họ cái phòng của họ. Cái phòng ngủ của họ. And so they slept
a very peaceful night. And the following morning, then buổi sáng dậy ngủ rất là ngon lành giường and lúc sáng dậy they found the couple in tears. So thấy cặp vợ chồng khóc lóc. I asked what happened. And they said our cow just passed away last night. Họ nói cặp vợ chồng mới báo đó là có cái con bò của họ, con bò duy nhất mà họ có đó là tối hôm qua nó mới chết. It's because the only cow that they have, the main possession they have, the cow just died the night before. Okay, so the two angels left. Họ chia buồn, hai cái thiên thần chia buồn xong rồi rời đi. And then the young angel couldn't wait. Cái ông thiên thần nhỏ nhỏ đó, đời mới vắng vài cái chỗ vắng, đi quanh cái ra khỏi nhà một cái tìm cái dừng lại mặt căm hầm. So the young angel they couldn't wait. As soon as they turn the corner, they stop and say, "How could you?" Mặt căm hầm, ghê chuyện. Cái ông thiên thần lớn nói, tại sao ông có thể làm như vậy được? I don't understand. I don't get it. Ông nói là tôi không hiểu được, ra có chuyện như vậy được. He says, when we went to the rich family, the rich man's family, tới cái cặp nhà giàu á, they mistreated us, họ đối xử mình tề bạc như vậy đó. Okay, mà ông lại đi giúp họ, ông lại trám lại cái tường. And you got up and you fixed the wall. And then a poor couple helped us out. And you would let them let the cow die. Rồi ngược lại, khi mà chúng ta mà tới cái nhà nghèo mà họ tử tế chúng ta như vậy, họ thanh tâm như vậy, thì ông để cho con bò nó một cái nó chết. Sao có chuyện gì kỳ cục chứ? Đó, sao? Nghe có hiểu không? Có cần nói tiếng Quảng không? So what do you think? Doing what you think the big angel said, the older angel said. Có biết người thiên thần lớn trả lời sao không? Kim Điền. No, Kim Điền is still sleepy. Người thiên thần lớn trả lời. The older angel said, you don't understand. Ông thiên thần lớn này, anh không hiểu gì hết á, ông hiểu gì hết á. When I was that night, I was at the basement of the rich couple. Cái tối mà chúng ta ở cái hầm của cái nhà giàu đó, I saw the hole in the wall. Tôi thấy cái lỗ trong cái tường. Tôi nhìn vào trong. I looked inside. I saw some gold. Tôi thấy trong nó có vàng. Thành ra tôi lấp cái tường lại, và họ không thấy được cái vàng đó. And that's why I closed up the wall so that they can't find the gold. And so the young angel said, "What about the poor couple?" Thì ông thiên thần nhỏ nói, vậy chứ còn cái cặp vợ chồng nghèo sao? Tại sao ông có thể con bò nó chết được? How could you even let the cow die? The old angel said, ông thiên thần lớn mới nói, ông biết gì hết. Buổi tối đó là tử thần tới đòi mạng với người vợ. He said that night the angel of death came and put a claim on the wife. And so I exchanged the cow for the wife. Nó là bởi vì tôi mới can thiệp, tôi mới thế cái mạng của con bò cho mạng của bà vợ. Without asking for the husband's opinion, mà không hỏi ý kiến của ông chồng ơi. Tom likes it. So that's called Christian justice. Cái đó là cái sự công lý của bên Thiên Chúa giáo. Okay. Thầy đọc thầy cứ tủm tỉm tươi cười. I read that story and I couldn't help. I found it so funny. Đọc cái chuyện thấy cười quá trời. What do you think? Cái gì nghĩ có chuyện ra sao? Cảm tưởng cái gì ra sao? You agree that they should fill up the hole on the wall? Quý vị đồng ý không? Cái ông, nếu trường hợp quý vị đó,
quý vị nghĩ là quý vị sẽ trám cái tường lại là không? Would you fill up the hole in the wall? Who would fill up the hole in the wall? Ai sẽ trám cái tường lại? Raise your hands. Yes, raise your hands. Ai trám tường lại? See, nhập lạc. Why? Tại sao vậy? Ở trong tường thấy cái vàng ở trong tường thì ông trám cái tường lại cho cái cặp vợ chồng cái đó không thấy được, không tìm ra được vàng. See, they remember the old angel saw gold inside inside the wall, so that's why he filled up the hole so that they can't see it. Yes. Well, she looks like a puppy. I like that hairdo. So according to my young Shami here, he says he agrees. He understands the rationale for that. He says that it's a good thing. Hello, it's a good thing for the rich couple because if they become even richer, it's even harder for them to cultivate the way. Cái gì nghĩ sao? And that's the word of Jesus, he claims. Đồng ý không? Yes or no? Agree? Yes? Yeah, there you go. She agrees. They have two. What about the cow for the wife? Còn nếu mà đổi mạng con bò với bò cái với là bà vợ thì sao? Cái gì như sao? À, coi Ngân nghĩ sao? Thay mạng con bò với bà vợ thì sao? Huh? What do you think? Con nghĩ sao? Công lý ở chỗ nào? Kể lại cho bà nghe đi. Tại sao? Thủ thị cho bà nghe câu chuyện. Tại sao? Câu chuyện này có cái đạo lý của người Công giáo. Is it fair to exchange the cow's life for the wife's life? Có đồng ý cái gì? Có đồng ý là thay thế cái mạng của bà vợ với mạng của con bò không? Tại vì người Công giáo họ quan niệm là cái con vật nó không bằng con người, cho nên cứu người vợ không cứu con vợ để đổi con vợ để họ ăn thịt, người Công giáo ăn thịt, cho nên không có công bằng với mình, là tất cả chúng sanh đều bằng nhau, cho mình cũng biết người Công giáo họ lấy đổi con vợ giúp cho người vợ. He says because the Christians are non-vegetarian, they're meat eaters, therefore they feel that it's okay. How about you Swiss people? Remember, this is your Western people, Westerners religion. Thầy muốn hỏi cái ông thầy da trắng này, ông nghĩ sao? Tại vì cái Công giáo là cái đạo của người da trắng. It's your heritage, like it or not. Huh? What do you think? You agree, disagree? This is called Western justice. Cái này là cái sự công lý của bên người Tây phương, mình phải hiểu đó. We live in a Western country, so we need to understand their heritage, the mindset behind it. Chúng ta đang sống cái cõi Tây phương, phải hiểu cái cách suy nghĩ người ta, cái giá trị đạo đức luân lý người ta. Yes. What about the hole in the wall? Ông này ông nói, ông hiểu tại sao lại họ lại phải can thiệp vào cái chữa mạng sống với con bò với bà vợ. Yeah, and what about the hole? Còn cái lỗ sao? You missed part, you were sleeping? Okay. He saw gold inside the wall. So he patched up the wall so that they can't find it. Is that fair? What's the rationale for that? Is that acceptable? Accepted in Western norms?
You see, you better talk quickly because my time is running out and this smell of the cooking is getting stronger and stronger. Nói là lẹ đi, con ngày nó thầy bắt đầu càng đói, càng thơm quá đi. Yes, sir. Quickly. Có cái công lý đàng hoàng em. This is we talking about very stingy people, very disrespectful people. Tại why should they deserve to be richer? Đây là những cái người mà giàu có mà rất là bủn xỉn mà rất là thiếu cung kính với thiên thần. Tại sao phải giàu hơn? So the Western philosophy is that okay, then you don't deserve it. Theo cái đạo đức người ta, người Tây phương người ta nói quý vị không xứng đáng. Tại sao quý vị đâu xứng đáng thêm tiền đâu? Quả Ngân đồng ý không? No. Cái bà Quả Ngân là chuyên môn là phán xét người ta, thành chắc là bà có ý kiến của bà. She, Vô Dín is very judgmental, so that's why I ask her. I'm so glad she's here. Ngày hôm nay có cô mặt ở đây là có cái nhân duyên đàng hoàng, nó mới có Quả Ngân ngồi được ngay ở đây đó. Dạ, yeah. Yeah. Tâm nghĩ sao? Theo cái giới luật của quốc gia họ có quyền nếu như quốc gia nói là cái tội như vậy thì chặt cái tay thì họ có quyền dùng cái luật đó phải chặt cái tay, họ chặt cái cổ, họ quyền dùng cái luật đó chặt cái cổ, họ không tạo cái luật đó. Người thẩm phán phải xử theo cái luật của quốc gia, không thể nào tự theo cái tư tưởng cái sự lựa chọn cá nhân được. Mặc dù ông thẩm phán mà không đồng ý ông cũng chịu thôi. Ok, cái đó là cái lý của cái người xử lý. Ok, hàng như Diêm Vương đó, lúc mà tới mà theo cái luật như vậy đó, là phải đi đâu là Diêm Vương mà gửi họ đi chỗ đó, cho nên Vương không có quyền can thiệp. Ok, ông quan tòa đó không có làm cái luật, thành cái luật ra sao ông phải áp dụng như vậy. Ok, đó là cái lý của họ. Ok, mình mà không đồng ý thì mình không nên tới cái chỗ đó, mình dời quốc gia, mình thành người Hy Lạp, mình thành đi dời qua chỗ khác mà sống. Ok, now going back to I'm running out of time because we still have to do the thầy sắp hết giờ tại mình vẫn còn làm lễ tiếp. Let me tell you my feeling. Thầy giảng cái việc, thầy kể chuyện nghe, kể cái gì nghe để cho quý vị thấy cái sự may mắn chúng ta khi mà tu đạo Phật. I want to share with you my personal opinion why we are so blessed to practice Buddhism, because it's totally against the principles of Buddhism. Tất cả cái gì thầy kể cái chuyện cái gì đó, họ dạy như vậy, người Tây phương họ suy nghĩ như vậy, đối với Phật giáo chúng ta nó hoàn toàn sai lầm. For us Buddhists is totally wrong. Yes, Quang Ngân sao? Cái gì nó cũng có nhân quả trên này. Giống mà tôi nghe câu chuyện đại nó nói cái người Việt Nam mình mà qua bên Nhật á làm tiếp đại viên ăn cắp đồ đó, ăn cắp quần áo rồi đó, rồi bị Nhật bắt rồi tháng là giống người Việt Nam mình rất là xấu, rất là tồi tệ như vậy. Thầy ngọn nghe là cái đó nó có nhân quả. Ngày xưa người Nhật nó qua bên Việt Nam nó cũng quốc dịch như vậy, nó có quyền lực. Bây giờ cái người chiêu đại viên này bây giờ nó qua bên Nhật như vậy đó, thì nó lấy những cái đồ đó là cũng có nhân quả. Đúng, có nhân có quả hết. Thành ra cái gì nó cũng có cái nguyên nhân chứ đâu phải chuyện khơi đâu. Chứ mình không có khoáng cái người đó tốt, người đó xấu. Không cái, có khoáng người đó là... Cái chuyện nhất là theo cái ý cô Tâm nói đó, thầy nói cho quý vị nghe nè. Cái ông thiên thần lớn là ai mà dám có quyền nói là cái người này không xứng đáng. Cái luật đó có luật gì mà nói là không xứng đáng để mà được cái vàng trong nhà của họ. My problem is this.
what is the basis for the older angel to decide that the old people don't deserve the riches in their own property? It's their, this is their property. Okay? Cái này trong cái nhà của họ, trong theo luật lệ cái nhà đó là của cải của cái người đó, người chủ. Thì mình cái tư cách gì mình á, như cái ý của Tâm nói hồi nãy á, mình cái tư cách gì, cái lý gì của mình để mà mình có quyền lấp cái tường lại để người ta tìm ra. Cái lý gì vậy? What is the principle behind that you deciding that they don't deserve to get any more wealth when it's their possession? Cái đó là của người ta. Mở cái tường này ra là của chùa, là cái này cái của chùa, quý vị cũng phải của quý vị. Quý vị đã có quyền đó. You agree with me that inside the walls is the couple's property. Therefore, they cannot meddle with it. Không có quyền đụng vào đó. Mặc dù người ta sai đi nữa, người ta vẫn là của người ta rồi. Okay? Even though they're stingy, even though they're not virtuous, even though they don't deserve it, it's still theirs already. It's already theirs. Agree or disagree? Quý vị đồng ý cái này không? It's very important to distinguish this. Cái này phải nghĩ chín chắn đàng hoàng, đừng có lộn xộn như vậy. Đồng ý không? Đâu phải của mình đâu. Mình đâu có quyền giấu. It's not yours. How can you possibly hide it? Lắp cái tường này là giấu lại. Giấu của cả người ta. Phật giáo mà nó rộng hơn cái là ăn cắp đó. Nhưng một cái nhìn dạng, hình dạng của ăn cắp là cũng phải của mình mà mình dám giấu người ta. Okay? Is it clear? Cái gì nghe rõ ràng không? Mình không có quyền. Cái của người ta là của người ta. Mình không có quyền đụng vào. If one is there, we cannot meddle with it. Okay? Is it clear? Thấy rõ không? Okay? That's the principle behind it. So that action, the stingy people, couple is wrong. Thành ra cái hành động của người thiên thần đó là sai lầm. Dạy con chiên làm như vậy là sai. Okay? It goes against the law of the country, the law of cause and effect. Nó đi ngược lại cái giới luật của cái quốc gia, nó đi ngược lại cái giới luật của đạo đức luôn nữa. Mình đâu có quyền lấy của người ta. Mình đâu có quyền phá của người ta. Đúng không? Okay? Now, what about the exchanging the wife for a cow? Rồi cái chuyện mà đổi sinh mạng của bà vợ cho con bò. You agree with that? Quý vị đồng ý được không? Đúng. Tại sao không đúng? Now ruler has an opinion. She says, it's not right either. It's not righteous. Nó không có đúng. Tại sao như vậy? Hmm? Very good. She says it's like it's similar to making sacrifices of animals. Think about it. He should have at least asked for the husband's opinion. Ít nhất phải hỏi ý kiến ông chồng. It's not right. Cái đó nó trật. I feel offended. Thầy thấy mà đọc cái chuyện thấy bất nhẫn. Anh trai anh có ý kiến. Thưa thầy, thì đối với đạo Phật thì không đúng, nhưng mà theo người bên phía chủ giảng thì họ tất cả quyền năng đều là nên thường đế. Là thường đế. And they say, as Trivit says, according to his understanding of Christianity, God is almighty, he has all the power, and his angels have all the right to do those things. Okay? That's what they believe. Họ nghĩ như vậy. Okay? But nếu nghĩ như vậy, thì tại sao họ quý trọng cái mạng của con người hơn là mạng của con bò? And I have a problem when you value the life of a human being over the life of a cow. So now my young novice is put on taking the side of a Christian. He says, Master, you're too absolute. Yeah.
You have to consider the Christian's viewpoint. I say, I agree. I don't, đồng ý. Nếu như mà quý vị nghĩ như vậy á, còn Ngân có ý kiến gì nữa không? Mà giơ tay lên. Bởi thầy mới nói là mình may mắn là mình có cái nhìn mà nó rộng hơn. That's why I started by saying we have much broader perspective. Mình thấy rõ ràng hơn, mình thấy có cái nhân quả, mình có cái sự công bằng ở trong. There is broader law, universal law of cause and effect. Có cái luật nhân quả đàng hoàng. Ok? Có cái sự không có thiên vị ở trong. Ok? However, do you know that the truth of the matter is that the angel, nor neither God or the angels, has a right to exchange lives. Quý vị biết là thực sự cái lời dạy nó không có chính xác lắm. Tại về cái quyền lực, về cái khả năng của Thượng Đế với Thiên Thần đó, nếu thực sự họ có đó, thì họ thực sự có Thiên Thần đó, thì họ không có khả năng mà có quyền quyết định người nào sống, người nào chết. Cái đó không phải là quyết định của họ. It's incorrect to say that they can decide who lives and who dies. They don't have that right. Họ không có cái quyền như vậy, không có cái không có cái đủ sức mà làm như vậy. Only according to our teaching, theo cái hiểu biết của Phật giáo chúng ta, thì có Diêm Vương mới quyết định cái đó. Họ không phải quyết định. It's not. Diêm Vương là quyết định chuyện đó, không phải Thượng Đế, cũng không phải Thiên Thần. It is King Yama's decision. Here in our in the Sao World, trong cõi này là Diêm Vương quyết định. Okay? Isn't it a relief? Quý vị thấy nó rõ ràng dễ sợ. Mình thấy như vậy thì mình đâu có chạy theo mấy chuyện nó làm cái gì nữa. When you understand that, you know that all the teachings say, you know, I can make you live longer, I can give you life, and I can condemn someone to death. It's incorrect. We cannot do that. Mình đâu có quyền đâu. Không ai có quyền. Chỉ có Diêm Vương mới là nhiệm vụ Diêm Vương. Diêm Vương là quyết định đó. Là ông quan tòa đó, quyết định mình sống bao lâu, mình sẽ chết lúc nào. Ông quyết định là chịu thôi. Ok. Thành muốn đổi cho hàng ngày tiến hóa mà muốn có người đệ tử ngày tiến hóa tới nói là con muốn cha con sống hơn, xin phù giúp cha con sống hơn 10 sâu hơn lâu hơn một tí nữa. Chừng đợt trước thầy nghe cái chuyện đệ tử ngày tiến hóa đó tới thang tới xin với ngày tiến hóa nói là sư phụ cha con là bệnh bác sĩ nó sắp chết rồi. Thì bây giờ con nói là con yêu cầu sư phụ giúp cho con, cha con sống thêm, trong thêm lâu hơn nữa. Con chưa muốn cha con chết. Ngài Tiên Hóa mới nói, ok, ta sẽ giúp cho cha con chết. So his disciple said, my father, the doctors gave up on him. And they declared him ready to go. So he came and asked the Master Shen Hua, and said, I don't want my father to die yet. You have to help me. Please help me. So Master Shen Hua agreed. And you know what? And he says, okay, I help you. Thì Ngài Thiên Hóa, Ngài đồng ý. Và nói, Thầy sẽ giúp con. You know what he did? Quý vị biết Ngài làm cái gì không? He says that he put a stamp. He used the hand and eye seal. Nên Ngài kể lại, Ngài dùng một cái thủ pháp thủ nhãn, tên là pháp, cái ấn đó. Trong cái thủ nhãn có một cái pháp, cái bằng tay tên là ấn, bằng tay ấn. Và ông đóng một cái ấn đó trong cái người, trong người cha đó. So he used the Dharma seal to put a seal on the father's, his disciple's father. And he says, this is my seal. And so this is my order to King Yama not to take his life. Thì nói, đây là cái lệnh của Ngài Tiên Hóa cho Diêm Vương đó, không được lấy cái mạng của ông này. And it turns out the father lived for another 10 years. Vì vậy, cái ông cụ đó được sống thêm 10 năm nữa mới chết. That is, you see, the story is not to brag. Cái này không phải để mà khoe khoang. Mà nói cái vị biết á. Cái thế giới nó có cái mỗi người có cái nhiệm vụ hết. This is to tell you that this world, there are people who are in charge of certain things. So when Master Shui Hua wanted to extend the life, he has to go through King Yama. He says, King Yama, I request you extend his life for 10 years. And he did. Because King Yama respects Master Shen Hua. Quý vị thấy rõ ràng không? Khi mà Ngài Tiên Hóa muốn cứu mạng một cái người, phải qua Diêm Vương, nói chuyện với Diêm Vương, nó là yêu cầu ông không được lấy mạng, sanh mạng người này. Thì ông Diêm Vương nói, ok, Ngài muốn như vậy, tôi sẵn sàng chịu ý Ngài. Thấy không?
Mọi người nó có nhiệm vụ, người ta đâu phải là khơi khơi nó là tôi là thiên thần, tôi quyết định là con bò này là chết thay này người vợ, là chuyện nó không có chính xác, không có đúng, dạy mà nó không đúng. Thành ra cái đó nó thành một cái sự hiểu biết, một cái tri kiến nó sai lầm, thành những quyết định của cuộc đời họ sai, họ cứ dựa theo như vậy. Nó tôi muốn chuyện gì tôi tới cầu cứu người này cầu cứu người nọ, thiệt ra người đó đâu có sức mà giúp đâu, phải không? And that's what happens when you're in trouble and you, according your understanding and knowledge, you ask for help from the wrong people. That's all. Thành mình may mắn lắm, mình có được cái biết cái nguồn gốc, biết cái sự hiểu biết nó chín chắn để khi mình quyết định mình làm cái chuyện đúng. Okay. Questions. So that's why again my conclusion is that. We're very fortunate to be able to practice Buddhism. Thành thầy nhắc lại một lần nữa, chúng ta thiệt sự rất là có phước báo rất là lớn mới gặp được cái Phật pháp này ở cái xứ này. Okay. All right. But regardless, we should get up and do the lunch ceremony and go to lunch. Thành thầy nói gì nói dung dài. Bây giờ mình đứng dậy, mình làm lễ. Xong rồi mình đi ăn trưa. Ok. All right. Let's go straight into the lunch ceremony. Thành mình đi làm lễ. And we should put some more sticks in there and prepare for people. Hello, little girl. Hello, little puppy. We should prepare the incense sticks so that everyone can come up and offer.